Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 152 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 152 của bộ truyện này. Tại nhà họ Lý Khác với sự trông vắng hiu quạnh ở nhà họ Tiêu Đại trạch của nhà họ Lý nằm dưới chân một ngọn núi nổi tiếng của Thiên Phủ Chiếm hơn nửa chân núi Có thể nói là ngang ngược một phương chân chính Mà giờ khắc này Đại trạch nhà họ Lý gian đèn kết hoa Tân khách cũng nối liền không dứt Thiếu chủ nhà họ Lý kết hôn Hơn phần nửa thế lực trong toàn bộ giới tu luyện Tây Nam Đều phái người đến tham gia không ít thế lực còn để cao tầng đích thân tới Dù sao tộc trưởng nhà họ Lý Cũng là cường giả địa cấp tầng 9 Cường giả có thể đếm được Trên đầu ngón tay ở toàn bộ Tây Nam Mà Lý Ngao Lại là, là con trai độc nhất Của tộc trưởng nhà họ Lý Rất được tộc trưởng nhà họ Lý thương yêu Toàn bộ thế lực đều phải nể mặt mũi Lý tộc trưởng xin chúc mừng Lý Huynh thật là đáng mừng a à. Khách khí rồi Mời mọi người mau vào bên trong đại trạch của nhà họ lý yến hội đã bắt đầu người của nhà họ lý có trách nhiệm dẫn mấy khách nhân này đến bàn tiệc đương nhiên phần lớn khách ở đây đều là do quản sự nhà họ lý chịu trách nhiệm chiêu đãi chỉ có một số ít người mới có thể khiến lý hùng gia chủ nhà họ lý đích thân chiêu đãi mấy vị này đều là cao thủ hiếm có tại tây nam hơn nữa đằng sau bọn họ đều có thế lực tương đương với nhà họ lý cho dù là Lý Hùng cũng không dám qua loa. Mọi người đã ngồi sấp xỉ kín bàn, thế nhưng vị trí chính trên cùng vẫn còn trống như trước. Chỉ cần là người quen thuộc truyền thống văn hóa của Trung Quốc liền biết rõ, vị trí này là chủ vị, cũng chỉ có người có thân phận cao quý nhất mới có thể ngồi. Cũng chính bởi vì điểm này, không ít người tại đây mới cảm thấy tò mò. Lẽ nào ở Tây Nam còn có người có thân phận tôn quý hơn so với gia chủ nhà họ lý cùng với mấy người cường giả này sao đương nhiên mặc dù người có thể ngồi ở bàn chính đều là cường giả ở tây nam nhưng cũng không thể tính là người mạnh nhất tây nam dù sao thì đám người lý hùng cũng chỉ là địa cấp hậu kỳ mà một nơi lớn như tây nam tự nhiên là có cường giả thiên cấp mà đương nhiên thân phận của cường giả thiên cấp tôn quý hơn cường giả địa cấp hậu kỳ rất là nhiều nhưng quan trọng là hôm nay chỉ là tiệc cưới của con trai tộc trưởng nhà họ lý mà thôi cường giả thiên cấp không thể nào xuất hiện ở nơi này thậm chí cho dù là ngày cưới của chính lý hùng trừ phi là có quan hệ thân quyến bằng không mấy cường giả thiên cấp kia cũng sẽ không xuất hiện bởi vì cường giả thiên cấp chỉ giao lưu với cường giả cùng cấp bậc không tới thiên cấp là không thể nào chen vào trong giới này điểm này mấy cường giả địa cấp hầu kỳ như lý hùng là rõ ràng nhất cũng chính bởi vì hiểu điểm này cho nên mấy lão giả ngồi trên bàn chính nơi đây đều có chút tò mò một vị trong đó càng không nhịn được lý huynh còn có người nào chưa tới sao đúng rồi còn có một vị khách quý chưa tới hẳn là cũng sắp đến rồi Lý Hùng không nói thẳng tên của vị khách quý kia ra, mà là khoe khoang để lại một nút thắt, bởi vì hắn muốn chờ cho tới khi vị kia xuất hiện, khiến mấy người tại đây khiếp sợ và chấn động. Đừng xem mấy vị này đều đến chúc mừng, nhưng trên thực tế, thế lực mà mấy vị này đại biểu đều có một chút xung đột cùng nhà họ Lý. Nói trắng ra, tất cả mọi người đều chỉ là quan hệ cạnh tranh. Nếu như nhà họ Lý suy bại, Lý Hùng có thể xác định chắc chắn mấy người kia sẽ lập tức xuống tay với nhà họ Lý. Đương nhiên, ngược lại cũng như thế. Nếu như trong mấy phe thế lực ở đây có thế lực nào xảy ra vấn đề, mình cũng sẽ lập tức bỏ đá xuống giếng. Ngay được câu trả lời của Lý Hùng, tuy rằng trên mặt mấy ông lão ở đây đều mang theo dáng tươi cười, nhưng trong lòng đã có chút cảnh giác, bắt đầu âm thầm suy đoán mười phút sau nơi cửa lớn đệ tử nhà họ lý được nhiên hô có khách quý tới nghe được thanh âm này trong mắt của lý hùng có tia sáng nhanh chóng đi về phía cửa lớn mà cử động của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ tân khách tại đây tất cả mọi người tò mò đưa mắt nhìn về cửa bọn họ muốn biết rốt cuộc là khách quý cỡ nào mà có thể khiến cho gia chủ nhà họ Lý đích thân tới cửa ngành tiếp. Một ông lão xuất hiện nơi cửa lớn của nhà họ Lý, mà khi nhìn thấy lão giả này, phần lớn người tại đây đều mang theo vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì căn bản, bọn họ không quen biết lão giả này. Có thể xác định, vị này không phải cường giả bên phía Tây Nam. Chỉ có rất ít người, nhất là mấy lão giả ngồi cùng một bàn với Lý Hùng sắc mặt biến hóa đôi chút, bởi vì bọn họ nhận ra thân phận của lão giả này. Làm sao có thể? Nhà họ Lý có dính líu quan hệ gì cùng vị này sao? Nếu như nhà họ Lý thật sự có quan hệ cùng nhà kia, vậy sợ rằng thế lực của nhà họ Lý tại Tây Nam lại sắp bành trướng rồi. Mấy lão giả này cùng nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ từ trong mắt đối phương, mà nguyên nhân tạo thành tất cả sự khiếp sợ đó đều là vì lão giả xuất hiện này. Tuy rằng một vị cường giả địa cấp tầng 9 rất mạnh, nhưng vẫn không thể nào thay đổi bố cục của Tây Nam, nhưng mấu chốt là thân phận của lão giả này cùng với thế lực đại biểu sau lưng lão. Cảm ơn Phương huynh trong lúc bận rộn như vậy, còn có thể bớt chút thời gian đến tham gia tiệc cưới của con trai tôi. Phương huynh, mau mời ngồi." Lý Hùng nhìn lão giả, nét mặt rất cung kính dù cho thực lực của đối phương chỉ cùng một cấp độ đối với bản thân mình nhưng sau lưng đối phương chính là nhà họ phương đường chủ nhà họ phương chỉ cần thân phận này thôi đã là quá đủ rồi lý lão đệ khách khí rồi phương thâm cười ha ha một tiếng với tư cách là đường chủ nhà họ phương dựa theo lẽ thường hẳn là lão sẽ không tham gia tiệc cưới của một tiểu bối nhà họ lý nhưng khi đó Lão Thiếu Lý Hùng một nhân tình Cho nên sau khi Lý Hùng Cho thiệp mời đưa tới cho hắn Thì hắn mới không cự tuyệt Trong lòng của Phương Thâm Cũng hiểu mục đích Lý Hùng Mời mình đến nơi đây Không có gì hơn là muốn tạo thành Một loại biểu hiện giả dối Đối với bên ngoài Đó chính là nhà họ Lý có quan hệ không tầm thường Cùng nhà họ Phương Chẳng qua Phương Thâm không để ý Dựa vào nhân tình kia Lý Hùng muốn xé da hổ, liền cho hắn xé một chút là được. Phương thâm được Lý Hùng tự mình ngân tiếp đến nhập tọa trên bàn chính. Các tân khách khác cũng bắt đầu nhập tọa. Chẳng qua, mọi người ngược lại không khai tiện, bởi vì chú rể cùng cô dâu còn chưa có xuất hiện. Lý Đồng gọi điện cho Ngao Nhi, hỏi nó một chút xem đã sắp tới chưa. Nếu chưa thì nói là mau tăng tốc đi. Lý Hùng nhìn sắc trời hơi nhíu mày. Bình thường thì hẳn vào lúc này đội ngũ đón dâu phải trở lại sớm rồi mới đúng. Sao đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu? Đương nhiên, Lý Hùng cũng không lo con trai mình sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này còn có hai vị trưởng lão theo con trai mình đi tới nhà họ tiêu. Dựa vào thực lực của hai vị trưởng lão hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ nhà họ tiêu nghĩ đến cô gái nhà họ tiêu kia trong lòng của lý hùng cũng có tính toán riêng rất nhiều người đều cảm thấy nhà họ lý làm như vậy là vì đoạn tuyệt hy vọng quật khởi của nhà họ tiêu nhưng kỳ thực đây chỉ là một trong số những mục đích mà thôi còn có một mục đích khác mà người ngoài không biết thế lực khác vẫn không hiểu vì sao nhà họ lý vẫn muốn chèn ép nhà họ tiêu hơn nữa còn chèn ép rõ ràng như vậy đó là bởi vì bọn hắn không biết trước đây khi nhà họ tiêu còn chưa có lụi bại nhà họ lý chính là người hầu của nhà họ tiêu trước đây khi nhà họ tiêu suy sụp nhà họ lý cũng nhân cơ hội đó tách ra khỏi nhà họ tiêu bắt đầu chậm rãi phát triển nhưng trên thực tế toàn bộ phương pháp tu luyện của nhà họ lý đều tới từ nhà họ tiêu nhưng dựa vào phương pháp tu luyện này chỉ có thể tu đến địa cấp hậu kỳ. Muốn đột phá đến thiên cấp, căn bản là không thể nào. Cho nên, sở dĩ nhà họ Lý đàn áp nhà họ Tiêu như vậy là vì muốn có được phương pháp tu luyện của nhà họ Tiêu. Nhưng vấn đề này là không thể nào công khai nói thẳng ra được. Bởi vì nếu để cho các thế lực khác biết, tất nhiên sẽ có thế lực đứng ra ngăn cản, thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp bảo vệ nhà họ tiêu. Bởi vì không một thế lực nào bằng lòng nhìn thấy nhà họ Lý mạnh mẽ. So với nhà họ tiêu đã suy sụp, nhà họ Lý càng có thể mang tới uy hiếp lớn hơn. Cho nên, Lý Hùng mới có thể để con trai mình lấy tiêu Ngọc Nhi. Bởi vì hắn muốn ngoài ra phương pháp tu luyện từ trên người tiêu Ngọc Nhi. Ngay trong thời gian Lý Hùng chờ đợi con trai mình trở lại đột nhiên có mấy bóng người vội vàng hấp tấp chạy vào từ ngoài cửa. Tộc trưởng, tộc trưởng à, không tốt, không tốt rồi. Đi vào là một vị quản sự cùng mấy vị trẻ tuổi nhà họ Lý. Những người này đều là người có trách nhiệm ở cửa tiếp khách. Lý Hùng nhíu mày, ở đây có nhiều tân khách như vậy, thân làm quản sự lại vội vàng hấp tấp. Đây quả thật là làm mất mặt nhà họ Lý. Có chuyện gì thì từ từ nói, vội vàng hấp tấp còn ra thể thống gì lý hùng trừng mắt liếc quản sự chẳng qua người quản sự kia mang nét mặt rất ủy khuất không phải do chuyện này quá khẩn cấp cùng chấn động hay sao bản thân hắn cũng không muốn như vậy đâu tiêu người của nhà họ tiêu đến vì quản sự kia lắp bắp người của nhà họ tiêu lý hùng sửng sốt mặc dù nói con trai mình cưới là người của nhà họ Tiêu, nhưng nhất định là người của nhà họ Tiêu sẽ không tới. Dù sao đối với nhà họ Tiêu, đám cưới ngày hôm nay là sỉ nhục. Nếu đã đến rồi thì sắp xếp một bàn trong góc cho bọn họ là được rồi. Chẳng qua, nếu người của nhà họ Tiêu đến, Lý Hùng cũng không quan tâm. Người nhà họ Tiêu nguyện ý mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không can thiệp tộc trưởng không có giống như tộc trưởng nghĩ đâu quản sự còn muốn giải thích điều gì chẳng qua lúc này rất nhiều tân khách đã thấy có bóng người xuất hiện nơi cửa chỉ có hai bóng người một nam một nữ hơn nữa còn là một đôi nam nữ trẻ tuổi đối với tất cả mọi người tại đây hai bóng người này rất xa lạ đương nhiên ngoại trừ một người phương thâm nhìn người thanh niên xuất hiện nơi cửa đôi mắt già nua co rút một chút dường như có chút không thể nào tin tưởng. Vài giây sau, trên gương mặt già nua lộ ra nghi hoặc, thầm nói trong lòng. Trời ơi, sao vị tổ tông này lại tới đây? Với tư cách là đường chủ nhà họ Phương, đương nhiên Phương Thâm có quen biết Phương Minh, thậm chí ngay vài ngày trước, hắn còn cố ý trốn tránh Phương Minh. Không có biện pháp, toàn bộ đường khẩu nhà họ Phương đều bị tiểu tổ tông này bắt chẹt vơ vét vài lần hết lần này tới lần khác các trưởng lão lại thưởng thức tên nhóc này như thế mà thực lực bản thân của tiểu tổ tông này cũng là vô cùng mạnh mẽ đánh thì không có đánh lại bên trên lại có trưởng lão che chở cho những đường chủ như phương thâm chỉ có thể lựa chọn không trêu chọc tên tiểu tổ tông kia tránh khiến cho bản thân mình mất mặt các ngươi là ai lý hùng nhìn chăm chăm phương minh cùng tiêu ngọc nhi đương nhiên ánh mắt chủ yếu rơi vào trên người phương minh bởi vì hắn phát giác vậy mà bản thân mình không nhìn thấu cảnh giới của phương minh về phần tiêu ngọc nhi trực tiếp bị lý hùng làm như không thấy đương nhiên đây cũng là bởi vì căn bản hắn không nhận ra tiêu ngọc nhi hắn chỉ biết con trai mình muốn kết hôn với tiêu ngọc nhi nhà họ tiêu nhưng căn bản hắn không biết dáng dấp của tiêu ngọc nhi ra sao vì thế lý hùng không biết cô gái trước mặt này chính là con dâu tương lai của hắn nhưng lý hùng cũng không biết không có nghĩa là những người khác của nhà họ lý không biết nhất là những người trẻ tuổi nhà họ lý kia khi bọn hắn thấy tiêu ngọc nhi xuất hiện trên mặt nguyên một đám đều lộ ra khiếp sợ tiêu ngọc nhi cùng xuất hiện với một người thanh niên xa lạ nhưng lại không thấy bóng dáng của thiếu chủ đâu nghĩ kỹ lại thật khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ tôi đến là uống liều rượu mừng chẳng qua đường đường là gia chủ nhà họ lý lại không thể nhận ra cả người mà con trai mình sắp cưới thật đúng là có chút ngoài dự đoán của mọi người phương minh khẽ lắc đầu lời của hắn khiến những khách mời không nhận ra tiêu ngọc nhi ở đây liền trở nên xôn xao mà nét mặt của lý hùng cũng trở nên kinh ngạc cô ấy là tiêu ngọc nhi vậy con trai của tôi đâu con trai của ông sao tay phải phương minh dương lên lúc này mọi người mới chú ý trên bàn tay hắn đặt sau lưng có một cái bao giờ phút này bao kia bay về lý hùng vững vàng rơi vào trên bàn chính sau khi bao rớt xuống bàn lập tức bung ra mà sau khi mọi người thấy rõ những thứ ở trong bao vô số tiếng kinh hô truyền ra mà tại thời khắc này nét mặt lý hùng cũng trở nên vô cùng khó coi đó là một cánh tay. Những người khác không nhận ra cánh tay này là của ai. Nhưng Lý Hùng chỉ liếc một cái liền nhận ra. Đây là tay của con trai mình. Bởi vì trên cánh tay kia có một cái bớt màu đỏ. Người dám tổn thương con trai ta. Hai mắt Lý Hùng gần như phóng hỏa. Mà lời của hắn cũng khiến cho hiện trường một mảnh xôn xao. Không ngờ cái tay này là là tay của con trai Lý Hùng. Đó không phải là nhân vật chính trong yến hội đêm nay sao? Nghĩ tới đây, đám người này liền hiểu. Hiển nhiên, không phải người thanh niên trẻ tuổi này muốn đến uống rượu mừng, sau đó tặng quà cưới gì gì, mà là tới để gây chuyện. Phương Thâm thấy tay này, lại nghe lời Lý Hùng nói, lập tức đầu hắn cũng lớn như cái đấu. Hắn không nghĩ tới, vậy mà tiểu tổ tông còn có ân oán cùng nhà họ Lý, lại còn trực tiếp phế một tay của con trai Lý Hùng. Không cần phải ngạc nhiên, chỉ chặt một tay của hắn mà thôi nếu như không phải em gái tôi lương thiện hiện nay thứ ông nhìn thấy không phải là tay mà là đầu người phương minh nói xong một câu nhẹ bổng không thèm quan tâm chút nào đến sự phẫn nộ của lý hùng vốn là hắn có dự định trực tiếp giết chết lý ngao chẳng qua cuối cùng nghe em gái mình khuyên chỉ phế đi tu vi và một tay của lý ngao giết chết lý ngao phương minh tuyệt không cảm thấy tàn nhẫn nếu như không phải bản thân mình đến kịp lúc, cả đời này của em gái đã bị hủy đi. Hơn nữa Phương Minh cũng cảm giác nguyên nhân em gái mình đồng ý gả cho Lý Ngao hẳn là vì đã chuẩn bị hành động quyết tuyệt. Thật sự quá là càng rõ, cậu cho rằng thiếu chủ của chúng tôi là cái gì? Một người con gái nhà họ Tiêu có thể sánh được với thiếu chủ nhà chúng tôi sao? Mặt khác tất cả mọi người nhà họ Tiêu chúng tôi đều rất rõ ràng căn bản là Tiêu Ngọc Nhi không có anh trai nào. Rốt cuộc, cậu là ai? Một vị trưởng lão nhà họ Lý đứng lên phẫn nộ quát. Tôi nói, Tiêu Ngọc Nhi là em gái tôi. Nhà họ Lý các người phải cảm ơn tôi đã chạy đến kịp lúc. May là em gái tôi không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Bằng không hiện nay, thứ bị cắt đi, không đơn thuần là tay của Lý Ngao đâu. Lý Hùng cẩn thận quan sát Phương Minh một hồi, hắn đã dò xét nhà họ tiêu rất là cẩn thận rồi nếu như người thanh niên trẻ tuổi này thật sự là anh trai của tiêu ngọc nhi vậy hẳn hắn cũng là người nhà họ tiêu nhưng trong một đời trẻ tuổi nhà họ tiêu lại khi nào xuất hiện một người trẻ tuổi mà ngay cả chính mình cũng không thấy rõ nội tình nếu như người thanh niên trẻ tuổi này không phải người nhà họ tiêu vậy hắn gọi tiêu ngọc nhi là em gái đó chính là nói thật ra Tiêu Ngọc Nhi không phải là người nhà họ Tiêu. Rốt cuộc thì hắn cũng là tộc trưởng một tộc. Đầu óc của Lý Hùng chuyển rất nhanh, nhưng cho dù như vậy, trong lòng của hắn cũng tràn đầy lửa giận. Đó là con trai duy nhất của hắn. Không cần biết người là ai, ngày hôm nay người phải chết. Không chỉ người phải chết, mà lão phu còn nghiền xương cốt cả nhà nhà ngươi ra thành tro, nhổ tận gốc cả gia tộc nhà ngươi nghe được lời của lý hùng phương minh còn chưa kịp nói nhưng phương thâm lại vỗ mạnh bàn quát lý hùng người làm càn rồi lời của phương thâm vừa ra toàn bộ người tại đây đều ngây ngẩn ngay cả bản thân lý hùng cũng đơ ra một chút hắn không rõ vì sao phương thâm lại quay qua rống lên với mình đột ngột như vậy nét mặt phương thâm lạnh như băng không quan tâm bản thân mình không hài lòng vị tiểu tổ tông này tới mức nào nhưng một bút không thể viết ra hai chữ Phương. Với bên ngoài, bọn họ đều là người nhà họ Phương. Lý Hùng muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc của Phương Minh. Đó không phải là muốn tiêu diệt nhà họ Phương của bọn họ sao? Phương Huynh Người đây là... Đối mặt với Phương Thầm, dù cho lúc này trong lòng Lý Hùng tràn đầy lửa giận, hắn cũng không thể nào không đè nén xuống. Bởi vì Phương Thâm là người mà hắn không có đắc tội nổi. Nhưng hắn vẫn không hiểu Vì sao Phương Thâm lại đột nhiên nổi giận lớn như vậy Lẽ nào Phương Thâm quen biết thằng nhóc này Lý Hùng Ông có biết cậu ta là ai không Phương Thâm hừ lạnh một tiếng Cậu ta là con cháu đệ tử nhà họ Phương tôi Là đệ tử thiên tài mà các trưởng lão nhà họ Phương tôi xem trọng Vậy mà ông Ông dám nói Muốn tiêu diệt nhà họ Phương ngay trước mặt tôi Xem ra hiện nay, nhà họ Lý các ông đã muốn dòm ngó vị trí gia tộc hàng đầu rồi. Sau khi Phương Thâm nói câu này, ánh mắt đám người tại đây đồng loạt rơi vào trên người Phương Minh. Bọn họ không nghĩ tới, vậy mà người trẻ tuổi này cũng là đệ tử nhà họ Phương. Thiên tài đứng đầu nhà họ Phương không phải là Phương Chiến sao? Tôi đã từng gặp mặt anh ta một lần rồi, hình như không phải là người đứng trước mặt này. Tin tức của người quá là lạc hậu, thiên tài đứng đầu nhà họ Phương đã thay đổi người rồi. Mọi người không nhớ rõ thiếp anh hùng mà nhà họ Mục phát ra cách đây không lâu sao. Lúc đó đối tượng bị nhà họ Mục công kích, không phải là đệ tử nhà họ Phương kia ư. Có người trong đám người thì thầm, mà lời của hắn cũng nhắc nhở tất cả mọi người tại đây. Trên mặt không ít người lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, sao bọn họ lại quên mất chuyện này chứ? Nói như vậy, người trẻ tuổi trước mặt kia chính là người đã khuấy lên sóng gió trong giới tu luyện cách đây không lâu. Phương Minh chưa tới 30 tuổi, đã là cường giả địa cấp hậu kỳ. Người trước mắt này phù hợp với điều kiện ấy hẳn là không sai. Đoàn người lại tiếp tục xì xào bàn tán, mà sắc mặt của Lý Hùng thì xanh xanh trắng trắng. Lời Phương Thâm nói chẳng khác gì xác nhận thân phận của người thanh niên trẻ tuổi ngay trước mặt này. Phương Minh thiên tài đứng đầu nhà họ Phương. Trách không được, Phương Thâm có thể đột nhiên trở mặt cùng mình. Trước bàn chính, lúc này mấy lão giả khác lộ ra dáng vẻ hạ hê. Lúc trước, bọn họ còn đang lo, nhà họ Lý dính vào bắp đùi nhà họ Phương. Nghĩ đến sau này, gia tộc và môn phái phải đối đãi với nhà họ Lý ra sao? Có nên nhượng bộ một chút hay không? Nhưng mà không ngờ, trong nháy mắt, thế cục đã xoay vận. Ở trong lòng cao tầng nhà họ Phương, giữa nhà họ Lý cùng Phương Minh, ai quan trọng hơn? Đáp án đương nhiên không cần nói cũng biết. Nhà họ Lý chỉ là ngoại lực, mà Phương Minh là ai? Đó là đệ tử nhà họ Phương, hơn nữa thiên phú tu luyện còn biến thái như vậy, chỉ cần gia tộc tiếp tục tài bồi, ngày sau khẳng định có thể dễ dàng bước vào cảnh giới thiên cấp một đệ tử gia tộc chắc chắn có thể bước chân vào thiên cấp. Cùng với một thế lực bên ngoài, cao tầng nhà họ Phương coi nhắm mắt cũng biết nên lựa chọn ra sao. Lần này nhà họ Lý không chỉ không thể mượn được lực lượng của nhà họ Phương, rất có thể còn có bị nhà họ Phương ghi thù, mà đối với bọn họ, chuyện này là một chuyện tốt. Thầm đường chủ cũng ở đây sao? Lúc trước không nhìn thấy, thầm đường chủ có quan hệ rất tốt cùng nhà họ Lý ư. Phương Minh phản phất như lúc này mới thấy Phương Thầm. Chẳng qua lời hắn nói ra khiến Phương Thầm thiếu chút chảy mồ hôi lạnh. Hắn có chút hiểu biết vị tiểu tổ tông này. Bình thường khi hắn nói chuyện bằng giọng điều này, chính là hắn đang rất tức. Nếu như bản thân mình thật sự nói có quen thân cùng nhà họ Lý, đoán chừng sau khi vị tiểu tổ tông này về Sơn Môn sẽ tới đại đường khẩu của hắn lâu hơn. Lão Phu không quen biết nhỏ Lý Lần này tới chỉ là đi ngang qua Chẳng qua sao Phương Minh cậu lại xuất hiện ở đây Cậu nói cô gái nhỏ này là em gái của cậu sao Phương Thâm dời đi trọng tâm của câu chuyện Phương Minh biểu môi Lão già này rất là khôn khéo Điều hắn có thể bắt được nhược điểm này Ngày sau khi hắn quay trở về Sơn Môn Có thể tìm cớ đi lừa đảo lão già này đây là em gái bị thất lạc của tôi Được người nhà họ tiêu nhận nuôi Tôi cũng chỉ mới biết được thân phận của em gái cách đây không lâu Nghe được lời của Phương Minh Sắc mặt Phương Thâm lập tức âm trầm Lúc trước hắn còn tưởng rằng Phương Minh muốn ra mặt thay cho nhà họ tiêu Nên mới tìm một cái cớ như vậy Nhưng bây giờ nghe Xem ra cô gái nhỏ trước mắt này Thật sự là huyết mạch của nhà họ Phương Chỉ là một thiếu chủ phế vật của nhà họ Lý là dám bức hôn con gái nhà họ Phương chúng tôi, thật sự là muốn chết mà. Lý Hùng, nhà họ Lý các ông đúng là thật to gan, cũng dám ngấp nghé con cháu đệ tử nhà họ Phương tôi. Nếu các ông không đưa ra được một câu trả lời khiến cho tôi vừa ý, tôi sẽ không ngại khiến cho nhà họ Lý các ông cứ như vậy biến mất trong giới tu luyện đâu. Sắc mặt của Lý Hùng thay đổi trong nháy mắt, Lúc này trong lòng của hắn đã không còn ý nghĩ báo thù cho con trai mình. Hiện tại hắn chỉ nghĩ nên làm như thế nào khiến cho người trước mặt này hết tức. Tuy rằng trên thực tế cũng không phải nhà họ Lý hắn thật sự muốn đối đầu cùng nhà họ Phương là vì không biết thân phận chân thực của Tiêu Ngọc Nhi bằng không cho dù cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám có ý đồ cùng Tiêu Ngọc Nhi. Thế nhưng mà một già một trẻ trước mặt này sẽ không nghe hắn giải thích giới tu luyện chính là vậy, mạnh được yếu thua. Nhà họ Lý ăn chặt nhà họ Tiêu, nhưng nhà họ Phương cũng có thể ăn chặt nhà họ Lý. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên mặt Lý Hùng rơi xuống như mưa. Vấn đề này cũng không thể trách chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết thân phận thật sự của cô ấy. Nhà họ Phương các người thật sự là quá bá đạo rồi. Một hậu bối của nhà họ Lý không nhịn được mở miệng nhưng mà lời của hắn mới vừa ra khỏi miệng cả người trực tiếp té bay ra ngoài nặng nề đụng trúng trên tường đá ngay cả tường đá cũng xuất hiện vết nứt có thể nghĩ cho dù tên này không chết nhất định cũng tàn phế ra tay không phải là ai khác mà chính là bản thân phương thâm bá đạo sao lão phụ chính là bá đạo như vậy đó nhà họ lý các người có ai không phục thì mở miệng ra đi đôi mắt già nu của phương thâm quét qua đám người lý gia chỉ là không một ai có dũng khí đối diện cùng ánh mắt của lão tất cả đều cúi đầu hoặc giả bộ nhìn xung quanh đương nhiên sợ dĩ phương thâm có thể tức giận đến như vậy trong đó có hơn phần nữa là làm cho phương minh nhìn lão sợ tiểu tổ tông này sẽ giận cho đánh mèo trên thân mình nên dứt khoát bày rõ thái độ ra phương huỳnh hạ thủ lưu tình Chuyện này là lý gia tôi không đúng. Phương Huynh có yêu cầu gì, xin cứ nói. Lý Hùng nhận thua. Hiện tại hắn chỉ muốn bảo vệ nhà họ Lý. Lửa giận của nhà họ Phương, tuyệt đối nhà họ Lý không thể nào thừa nhận được. Ánh mắt của Phương Thâm nhìn về Phương Minh. Vấn đề này Phương Minh là chính chủ, đương nhiên cũng phải do Phương Minh đưa ra điều kiện. Phải trả hết toàn bộ tài nguyên mà nhà họ Lý chiếm được từ nhà họ Tiêu trong những năm gần đây cho nhà họ Tiêu. Phương Minh nói, mà mấy lời của hắn khiến cho khuôn mặt của Lý Hùng lộ ra nhức nhối. Bởi vì toàn bộ địa bàn cường tài nguyên của nhà họ Lý hiện nay đều là thứ đạt được từ trong tay nhà họ Tiêu. Nếu như trả hết cho nhà họ Tiêu, vậy nhà họ Lý sẽ biến thành tình trạng không khác gì so với nhà họ Tiêu bây giờ. Chẳng qua vì bảo vệ nhà họ Lý, hắn chuẩn bị tiếp nhận yêu cầu này. Dù sao thì thực lực của nhà họ Lý cũng không kém dù cho không có những địa bàn này cũng có thể cướp đoạt từ trong tay các thế lực khác. Điều thứ hai, toàn bộ người tu luyện từ địa cấp trở lên trong nhà họ Lý đều phải tự phế tu vị Phương Minh cười lạnh nhìn về Lý Hùng, đương nhiên hắn biết nhất định Lý Hùng sẽ tiếp nhận yêu cầu thứ nhất. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nếu muốn trả lại một món nợ ân tình của nhà họ Tiêu, tự nhiên phải giúp nhà họ Tiêu xóa bỏ buồn phiền này. Điều đó là không có khả năng. Nét mặt của Lý Hùng tràn đầy giận dữ, nếu như toàn bộ người tu luyện từ địa cấp trở lên của nhà họ Lý đều tự phế tu vi, như vậy trong nháy mắt, nhà họ Lý sẽ rơi vào tình cảnh còn thê thảm hơn so với nhà họ Tiêu. Đám người ở hiện trường cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ không nghĩ tới yêu cầu của Phương Minh sẽ ác như vậy. Làm vậy là muốn triệt để hủy diệt nhà họ Lý, ngay cả Phương Thâm cũng bất ngờ liếc nhìn Phương Minh, cảm thấy điều kiện của Phương Minh hơi quá đáng. Tuy rằng nếu nhà họ Phương muốn tiêu diệt một nhà họ Lý là chuyện dễ dàng, nhưng rốt cuộc thì trong giới tu luyện vẫn còn nhiều thế lực lớn khác, như Tông Thánh Cung cũng không yếu hơn nhà họ Phương bao nhiêu. Lý do nhằm vào nhà họ Lý lần này thật sự có chút bá đạo. Nếu như cứ hủy diệt nhà họ Lý như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến cho các thế lực khác có một loại cảm giác thỏ chết cáo thường, sau đó nhất định sẽ lựa chọn đầu nhập vào mấy môn phái lớn như tông thánh cung này. Trừ phi Phương Minh có thể lấy ra được lý do thích đáng khiến hắn có thể làm như vậy. Nếu nhà họ Phương muốn hủy diệt nhà họ Lý, nhất định phải có một lý do thích đáng. Đây là một loại quy tắc, nếu như nhà họ Phương phá vỡ quy tắc này, có thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có thay đổi gì. Thế nhưng dưới tình huống thỏ chết cáo thương, khó tránh khỏi sẽ khiến cho thế lực khác vì lo sợ mà đầu nhập vào những thế lực như Tông Thánh Cung. Kết quả này đối với nhà họ Phương không phải là một kết quả tốt. Thật ra đây cũng khai giống với tình hình thực tế trên thế giới. Một số quốc gia lớn vì tranh đoạt tài nguyên cùng chiến lược, tiến hành ngăn cấm kinh tế và vũ lực đối với một số quốc gia nhỏ yếu. Thế nhưng bề ngoài vẫn phải có lý do đầy đủ bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến mấy quốc gia nhỏ này cảm thấy an toàn, cũng chỉ có như vậy mới có thể duy trì hệ thống của thế giới này không bị đổ nát. Đối với nhà họ Phương, còn có những gia tộc lớn trong top 10, bọn họ cảm thấy khá hài lòng với sự phân bố thế lực trong giới tu luyện hiện nay. Những thế lực khác này tồn tại càng nhiều hơn là vì tác dụng trở thành khu hòa hoãn cho mấy gia tộc cùng môn phái mạnh mẽ. Nếu như những thế lực nhỏ này lựa chọn đầu nhập vào đối thủ vậy đồng nghĩa với mấy thế lực lớn như bọn họ sẽ phải trực tiếp đối mặt đến lúc đó bố cục của toàn bộ giới tu luyện sẽ lại thay đổi cầu phương điều kiện trước nhà họ lý tôi có thể tiếp nhận nhưng điều kiện sau này nhà họ lý tôi thật sự không thể nào tiếp nhận à nét mặt của lý hùng tràn đầy kiên quyết đồng thời ánh mắt cũng nhìn về những người khác ở đây trầm giọng nói thực lực của nhà họ lý không bằng nhà họ phương nhưng thiên hạ to lớn cũng không thể lớn hơn một đạo lý ngày hôm nay nhà họ phương có thể dùng lý do này để tiêu diệt nhà họ lý tôi lần kế cũng có thể tùy tiện dùng tội danh có lẽ có này để tiêu diệt thế lực khác đến lúc này lý hùng biết chỉ khi khơi lên tâm tình thỏa chết cáo thương của đám người tại đây nhà họ lý mới có thể tìm được con đường sống chẳng qua nhắc tới cũng thật đủ châm chọc lúc trước khi đối mặt cùng nhà họ tiêu bọn họ nói chuyện thực lực bây giờ khi đối mặt với nhà họ phương có thực lực mạnh mẽ hơn lại bắt đầu nói chuyện đạo lý đúng vậy cho dù nhà họ phương có lợi hại hơn cũng không thể nào ý thấy hiếp người người ta cũng đã chịu bồi thường sao nhà họ phương phải hùng hổ dọa người thật ra trong mắt tôi lần này nhà họ lý không hề có lỗi gì nếu hôm nay nhà họ lý bị nhà họ phương hủy diệt sợ rằng kế tiếp là tới phiên chúng ta. Đoàn người thật sự có tiếng nghị luận, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lấy thực lực của Phương Minh cùng Phương Thâm, đương nhiên có thể nghe rõ ràng. Trong số những người này có không ít thế lực vốn thân cận với nhà họ Lý, tự nhiên sẽ đứng về nhà họ Lý, mà còn có một vài người thì thật sự ôm tâm tình thỏ chết cáo thương mà nói lên những lời này. <laughs> Ý thế hít người sao? Phương Minh cười lạnh, nếu hắn đã đến đây rồi lại còn nói ra mấy lời như thế trước mặt nhiều người thì đương nhiên cũng đã dự liệu được tình huống trước mắt tấm chiêu bài nhà họ phương này rất dễ sử dụng nhưng tương tự bởi vì tấm chiêu bài này đôi lúc khi làm một số chuyện cần suy nghĩ tới rất nhiều nhân tố khác ai nói cho ông biết tôi nói những lời này là thay mặt cho nhà họ phương lời này của phương minh khiến lý hùng sửng sốt một chút trong lúc nhất thời không kịp phản ứng ngược lại sau khi phương thâm nghe mấy lời phương minh nói trong đôi mắt già nua có tinh quang thoáng qua bởi vì trong nháy mắt này hắn đã hiểu phương minh muốn nói điều gì những người khác ở đây không ai biết thực lực của tiểu tổ tông này thế nhưng mà hắn biết tiểu tổ tông này đã đạt đến cảnh giới địa cấp đại viên mãn dựa theo các trưởng lão nói tuyệt đối là người mạnh nhất dưới thiên cấp dựa vào một mình tiểu tổ tông, cũng đủ đối phó nhà họ Lý. Tôi nói những yêu cầu này là bởi vì nhà họ Lý các ông tổn thương em gái tôi. Tôi đứng ở góc độ một người anh trai bình thường mà nói, nếu như nhà họ Lý các ông không đáp ứng, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ ít, tôi có thể đảm bảo, nhà họ Phương tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Lý Hùng đưa mắt nhìn về Phương Thâm. Ở chỗ này hắn cảm thấy người có thể thay mặt nhà họ Phương chính là Phương Thầm. Về phần Phương Minh, mặc dù là thiên tài, nhưng dù sao hắn cũng còn rất trẻ. Làm sao có thể thực sự thay mặt nhà họ Phương làm chủ chuyện này? Phương Minh nói không sai. Cho tới bây giờ, nhà họ Phương tôi vẫn chưa bao giờ ý thế hiếp người. Lần này là ân oán giữa Phương Minh cùng nhà họ Lý không quản nhà họ Lý các người có đồng ý với yêu cầu của Phương Minh hay không, nhà họ Phương tôi cũng sẽ không nhúng tay. Nghe được Phương Thâm đảm bảo, trên mặt Lý Hùng hiện ra thở phào nhẹ nhõm, mà trên mặt Phương Minh cũng lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn biết Phương Thâm đã đoán được hắn muốn làm gì. Cậu Phương, mặc dù nói nhà họ Phương không nhúng tay vào, nhưng vì chuyện này nhà họ Lý tôi nguyện ý chấp nhận bồi thường hay là cầu Phương đổi điều kiện khác đi, chỉ cần không đạp linh nội tình của nhà họ Lý tôi, nhà họ Lý tôi có thể tiếp nhận. Mặc dù nói nhà họ Phương đồng ý không nhúng tay, nhưng Lý Hùng vẫn không muốn đắc tội Phương Minh, bởi vì hắn rất rõ ràng, người này chính là mặt trời mới mọc, cho dù ngày hôm nay không thể làm gì nhà họ Lý, thế nhưng đợi mười mấy năm hoặc là mấy chục năm sau, một khi đột phá tới cấp độ cường giả thiên cấp, đến lúc đó vẫn sẽ tìm nhà họ Lý để mà tính sổ Cho nên trong suy nghĩ của Lý Hùng Biện pháp tốt nhất Chính là giải quyết dứt điểm chuyện này Ngay tại đây Như vậy ngày sau Cho dù Phương Minh có đột phá tới thiên cấp Cũng không có lý do Cùng cớ sự gì gây phiền toái cho nhà họ Lý Không cần Nếu nhà họ Lý các ông Đã không muốn tiếp nhận điều kiện tôi đưa ra Vậy thì dùng thực lực để nói chuyện đi Tôi chỉ là một người anh trai bình thường Muốn đòi công bằng cho em gái của mình thôi Sắc mặt của Lý Hùng càng âm trầm Hắn biết Hắn không giải quyết vấn đề này trong hòa bình nữa Chẳng qua có Phương thầm đảm bảo Hắn cũng không quá lo Nếu cậu Phương cố ý làm như vậy Vậy tôi cũng chỉ có thể Thay mặt nhà họ Lý Đứng ra phùng bồi Chẳng qua nếu cậu Phương Chỉ đại diện cho bản thân Thì tôi đây cũng sẽ giống như vậy thay mặt cho con trai đã mất đi cánh tay, đứng ra đánh một trận cùng cậu Phương. Nếu như cậu Phương thắng, toàn bộ cường giả địa cấp của nhà họ Lý sẽ tự phế tu vi ngay lập tức. Nhưng nếu tôi may mắn thắng được cậu Phương, thì cậu vẫn có thể đổi một điều kiện bồi thường khác. Với tư cách là gia chủ nhà họ Lý, tình thương của Lý Hùng rất cao. Lời này của hắn thật sự là một giọt nước cũng không lọt. Đầu tiên là nói cho mọi người, Vốn em gái của ngươi chưa thật sự bị tổn thương gì Nhân tay của con trai ta thì đã không còn Về điểm này mà nói Đầu đớn mà lão phu thừa nhận Sâu hơn ngươi rất nhiều Về phần cái gì mà may mắn thắng Đám người ở đây đều biết Lý Hùng nói vậy Là khiêm tốn mà thôi Cho dù phương minh có lợi hại hơn Nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lý Hùng Người ta là cường giả địa cấp tầng 9 Đã thành danh rất nhiều năm rồi thắng, vẫn nguyện ý bồi thường như trước, chừng đó đã nói lên rõ thành ý của Lý Hùng rồi. Cũng bởi vì Lý Hùng nói lời này, không ít người tại đây đều đã nghiêng về Lý Hùng. Nhìn xem, đây là gia chủ nhà họ Lý, vì nhà họ Lý tình nguyện đè nén thống khổ trong lòng. Đây mới thật sự là chịu nhục. So sánh với hắn, Phương Minh có vẻ hơi hùng hổ dọa người. ỷ vào thân phận đệ tử nhà họ Phương mà không coi ai ra gì trong lòng không ít người đều hy vọng Lý Hùng có thể dạy dỗ Phương Minh một chút khiến cho hắn biết hiện tại giới tu luyện còn chưa tới phiên loại người trẻ tuổi như hắn làm chủ đối mặt với sáo lộ trong lời nói của Lý Hùng Phương Minh cũng không vạch trần nếu Lý Hùng muốn giả ra bộ dáng chịu nhục như vậy thì xem ra rốt cuộc hắn có thể thật sự tiếp nhận kết quả này hay không đi ngoài sảnh lớn của tổ trạch tất cả mọi người đưa đích nhường ra vị trí chẳng qua cho dù là phương minh hay lý hùng đều là cường giả địa cấp hầu kỳ nếu thật sự đánh nhau chỉ có không gian nhỏ như vậy đương nhiên sẽ không đủ không chừng toàn bộ tổ trạch đều sẽ bị hủy diệt cậu phương phía sau tổ trạch của nhà họ lý có một diễn võ trường xin mời phương minh không nói gì chỉ kéo tay Tiêu Ngọc Nhi theo Lý Hùng đi về sau. Mà những người khác cũng đều nối đuôi nhau đi theo. Cuối cùng lại đến một mảnh đất vô cùng trống trải. Toàn bộ mảnh đất trống này lớn cỡ chừng hai sân golf. Đây chính là nơi đệ tử nhà họ Lý tu luyện so tài mỗi ngày. Lý Hùng đi tới vị trí trung tâm nhất của diễn võ trường. Mà những người khác đều đứng bên cạnh diễn võ trường. Phương Minh đang muốn cất bước đi vào thế nhưng tiêu ngọc nhi đang đứng một bên lại kéo tay hắn một chút tôi chuyện kia tiêu ngọc nhi vẫn không thể gọi phương minh là anh mà phương minh cũng biết em gái mình muốn nói gì xoa xoa đầu cô cười cười an ủi yên tâm đi anh sẽ không sao đâu ngay được lời phương minh nói lúc này tiêu ngọc nhi mới buông lỏng tay ra quả thật tuy rằng thời gian cô quen biết anh mình không lâu nhưng cũng biết anh mình thật sự là một người hành sự rất cẩn trọng. Trước đây, khi đi tìm bảo tàng của Minh Triều, rõ ràng là người thực lực cực mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố ý che giấu mình, thậm chí tình nguyện đi tới chiếc xe hàng hóa ngồi chung một chỗ với tài xế. Nghĩ đến hẳn lần này cũng vì có nắm chắc nên mới làm. Sau khi Phương Minh an ủi em gái mình xong, cũng sải bước đi vào diễn võ trường rốt cuộc dừng ở vị trí cách Lý Hùng trăm mét. Có lẽ đối với người thường, khoảng cách trăm mét này đã rất xa, nhưng đối với cường giả đã đạt tới cảnh giới cao như Phương Minh cùng Lý Hùng. Muốn vượt qua khoảng cách này cũng chỉ là chuyện một hơi thở. Cầu Phương, quả đấm này không có mắt. Nếu như lúc này cậu Phương đổi ý còn chưa muộn đâu. Lý Hùng cười hà hả nhìn về Phương Minh, nhìn như đang suy xét thay Phương Minh chẳng qua Phương Minh là ai. Khi Lý Hùng nói lời này, hắn thấy rõ sắc ý hiện lên nơi khóe mắt của đối phương. Căn bản là hắn cố ý nói như vậy. Phương Minh tin tưởng, Lý Hùng không dám thực sự hạ sát thủ với chính mình. Nhưng hiển nhiên, mình phế một cánh tay của con trai hắn, trong lòng hắn cũng tràn đầy lửa giận. Cho dù không cách nào giết chết bản thân mình, sợ rằng cũng phải khiến cho mình trọng thương. Mà hắn nói ra lời đó, chẳng qua là vì muốn chừa một đường lui cho bản thân mà thôi người xem ta đã nói rồi quyền cước không có mắt khuyên cũng đã khuyên nói cũng đã nói là vì này kiên trì muốn đánh cho nên có bị thương cũng không thể nào trách ta vẫn là lý tộc trưởng nhận nghĩa đúng 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 nếu đổi lại là tôi đối mặt với hùng thủ phế được con trai mình sợ rằng sớm không có nhịn được mà ra tay trước rồi trong đoàn người có kẻ nghị luận nhưng mà cao tầng của các thế lực khác lại trầm mặc không nói mạnh khỏe này của lý hùng có thể qua mắt những người khác làm sao có thể dâu giếm mấy người từng trải như bọn hắn lời hắn nói ra càng khách khí cũng đại biểu cho lúc hắn ra tay càng không kiên dè dạ. có một loại người được gọi là nham hiểm quyền cước không có mắt những lời này cũng là lời mà tôi muốn nói hiện nay ông chấp nhận điều kiện của tôi có lẽ còn giữ được một mạng nếu không mà nói ngay cả tôi không thể đảm bảo tới lúc đó ông có còn sống được hay không trong nháy mắt sắc mặt của lý hùng trở nên âm trầm nếu đã vạch mặt như vậy vậy không cần phải ngụy trang được 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 cậu phương thật đúng là có tự tin với bản thân mình ngược lại lão phu cũng muốn nhìn xem cậu phương phải làm sao mới có thể lấy mệnh của lão phu khi thế cả người lý hùng mạnh mẽ tăng lên khi thế của cường giả địa cấp hậu kỳ cực kỳ khủng bố toàn bộ diễn võ trường đều có cuồng phong cuồn cuộn nổi thổi tới mấy lá cờ trên lan can cách đó không xa hòa hoa tác hưởng giờ khắc này lý hùng cũng không còn mang dáng dấp của ông lão cười hiền lành khi trước cả người giống như một pho tượng chiến thần mà so với hắn phương minh đang đối diện lại không có bất kỳ biến hóa nào vẫn đứng yên ở nơi đó không nhúc nhích. Không chỉ là thân thể mà ngay cả quần áo trên người hắn cũng không hề chịu chút ảnh hưởng gì từ cuồng phong kia. Cả người Phương Minh lại giống như một cây định hải thần châm, có thể đứng yên bất động trong gió bão. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mà giữa lúc mọi người cảm thấy nghi ngờ, vì sao hai người này còn chưa ra tay? Hai bóng người đồng thời động, nhanh như tia chớp gần như là đồng thời phóng về đối phương. Người tu luyện chưa đến địa cấp hậu kỳ, chỉ có thể thấy hai tàn ảnh không ngừng lao vào nhau, va chạm với nhau. Cho dù là cường giả địa cấp hậu kỳ, cũng không cách nào thấy hành động của hai người này, bởi vì tốc độ của hai người thật sự quá là nhanh. Âm thanh ầm ầm do năng lượng va chạm vào nhau truyền ra, nổ vang như sấm rền gió cuốn, chân tới sắc mặt không ít người tái nhợt. Cho dù bọn hắn đã đứng ở vị trí sát biên giới của võ trường, vẫn theo bản năng lùi về sau vài bước. Thành thế này thật sự quá là rung động rồi. Lý Hùng là cường giả địa cấp tầng 9, vốn hắn thành danh đã lâu có thực lực như vậy cũng rất là bình thường, nhưng mà không ngờ, thực lực của Phương Minh này cũng khủng bố. Không phải nói lần trước, Phương Minh mới là địa cấp tầng 8 thôi sao? Có người nghi ngờ, một vị địa cấp tầng 8 có thể liều mạng ngang sức ngang tài cùng địa cấp tầng 9 ư? Đáp án đương nhiên là không thể. Càng tu luyện tới sau này, cái một cảnh giới gần như đều có cách biệt một trời một vực. Địa cấp tầng 8 đối đầu với cường giả địa cấp tầng 9, sợ rằng ngay cả ba chiêu cũng không thể tiếp. Cho nên, nói cách khác, Phương Minh không phải là địa cấp tầng 8, mà là địa cấp tầng 9, nằm cùng một cảnh giới với Lý Hùng. Nghĩ tới khả năng này, trên mặt không ít cường giả đều lộ ra rung động này mới qua bao lâu rốt cuộc lại đột phá thiền phú này đã không thể nào hình dung bằng hai từ biến thái nữa rồi bởi vì cho dù biến thái cũng không thể làm tới mức này thấy biến hóa trên mặt đám người xung quanh trên mặt phương thâm lộ ra khinh thường địa cấp tầng chín các người quá là coi thường tiểu tổ tông này rồi tiểu tổ tông này chính là địa cấp đại viên mãn địa cấp tầng 9 trong mắt hắn căn bản không có đủ nhìn. Đương nhiên, Phương Thâm cũng biết, Phương Minh không sử dụng toàn lực, hiển nhiên là không muốn hoàn toàn bại lộ thực lực của chính mình. Phương Thâm vẫn rất là tán đồng đối với hành động lần này của Phương Minh. Dù sao thì Long môn bí cảnh cũng sắp được mở ra, giữ lại nhiều một phần, đến lúc đó cũng liền nhiều hơn một cơ hội khi tranh đoạt khí vận đại đạo. Bóng dáng của Lý Hùng cùng Phương Minh không ngừng va chạm, sau đó lại tách ra, mà thân làm người trong cuộc, Lý Hùng còn khiếp sợ hơn cả những người khác nhiều. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn chỉ sử dụng 5 phần 10 thực lực, như vậy đến hiện nay hắn đã ra tay toàn lực. Nhưng khiến hắn khiếp sợ là dù hắn sử dụng 5 phần 10 thực lực hay sử dụng toàn bộ thực lực, Phương Minh này vẫn giống hệt như lò xo. Theo thực lực của hắn tăng trưởng mà tăng trưởng, thậm chí Lúc này trong đầu của hắn còn xuất hiện một ý niệm hoang đường. Lẽ nào Phương Minh còn che giấu thực lực? Đây còn không phải toàn bộ thực lực của cậu ta. Chẳng qua ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện liền bị hắn dập tắt. Bởi vì căn bản hắn không thể nào tin. Một người trẻ thứ mức chưa tới 30, lúc đối chiến cùng hắn còn có thể ẩn giấu thực lực. Đây chẳng phải đồng nghĩa đối phương là cường giả địa cấp đại viên mãn hay sao? Thế nhưng mà điều này sao có thể chứ? Cho tới bây giờ, giới tu luyện vẫn chưa từng xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy. Chỉ ít tại trong nhận thức của hắn là chưa từng có thiên tài yêu nghiệt như vậy tồn tại à. Trận chiến trong diễn võ trường đang rất kịch liệt. Không ít cường giả địa cấp hậu kỳ vừa xem vừa run như cầy sấy. Mà khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc Nhi đã tràn đầy vẻ khẩn trương lo lắng bàn tay nhỏ siết chặt theo bản năng. Phương Thâm thấy tình huống của Tiêu Ngọc Nhi, sau khi suy nghĩ một chút thì lên tiếng nói. Này cô gái, cô không cần lo, anh trai cô sẽ không thua đâu. Bởi vì không biết nên xưng hô với Tiêu Ngọc Nhi ra sao, vì vậy Phương Thâm cũng chỉ có dùng cách xưng hô cô gái để thay thế. Nhưng mà Tiêu Ngọc Nhi thì không có phản ứng, ngược lại trên mặt những cường giả khác ở xung quanh lại lộ ra vẻ nghi hoặc cho dù phương đường chủ có xem trọng phương minh hoặc là nhà họ phương các người thật sự có quá nhiều thuật pháp có uy lực mạnh mẽ nhưng tuổi của phương minh vẫn còn đó người lấy tự tin đâu ra mà nói ra lời này cảm nhận được ánh mắt quái dị của người xung quanh nhưng mà phương thâm không có giải thích gì nhiều bởi vì căn bản không có cách giải thích nào những chuyện phát sinh trên người phương minh người này chính là một quái thai cho dù hắn có nói ra chân tướng đoán chừng những người này cũng sẽ không tin. Một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút. Sau khi mười lăm phút qua đi, đột nhiên đám cường giả địa cấp hậu kỳ đang xem cuộc chiến kinh hô thành tiếng. Bởi vì bọn họ thấy được một màn khiến bọn họ không thể nào tin. Lúc này có máu tóe lên trong diễn võ trường. Nhưng mà số máu này không phải là máu bắn ra từ trên người Phương Minh, mà nó bắn ra từ trên người Lý Hùng vậy mà Lý Hùng lại bị thương. Một cường giả địa cấp hậu kỳ tầng 9 có uy tín lâu năm, vậy mà lại bại trong tay một người tu luyện trẻ không tới 30 tuổi. Một màn như vậy bảo bọn hắn phải tiếp nhận ra sau đây. Một màn này đã lật đổ nhận thức của bọn họ. Duy chỉ có nét mặt phương thâm không chút thay đổi, bởi vì kết cục như vậy nằm trong dự đoán của hắn. Diễn võ trường hai bóng người tách xa nhau trên mặt phương minh không chút biểu cảm mà ngược lại lý hùng đứng đối diện phương minh máu me khắp người chỗ ngực vai và cánh tay đều có máu tươi chảy ra rất rõ ràng một màn này khiến cho tất cả những người không nhìn thấy rõ màn chiến trước đó kêu lên sợ hãi cuối cùng bọn họ cũng hiểu được vì sao khi trước những cường giả kia lại kêu lên sợ hãi như vậy kết quả này bọn họ cũng không thể nào chấp nhận được đương nhiên nếu muốn nói ai không thể chấp nhận được nhất đương nhiên đúng là người nhà họ lý thế kết quả là tộc trưởng nhà mình bị thương khiến bọn họ khiếp sợ không thôi mà ngay sau đó trong lòng người nhà họ lý hiện ra vẻ lo lắng nếu như tộc trưởng thật sự thua vậy há chẳng phải tất cả cường giả địa cấp nhà họ lý đều phải tự phế tu vì sao sắc mặt của lý hùng âm trầm nhìn phương minh giờ phút này hắn cũng là càng đánh càng kinh hãi cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định chắc chắn là thực lực của người này mạnh hơn mình nhiều cho tới bây giờ rốt cuộc lý hùng cũng biết mục đích thật sự của phương minh chính là muốn hủy diệt nhà họ lý lúc trước hắn còn cảm thấy dương dương đắc ý vì có thể dùng ngôn ngữ bức bách nhà họ phương không nhúng tay vào vấn đề này nhưng hiện nay xem ra căn bản là người ta không hề có ý mượn thực lực của nhà họ Phương. Khói miệng Phương Minh hiện ra nụ cười lạnh. Hiện nay mới biết mục đích của mình sao, đã quá muộn rồi. Không cho Lý Hùng có cơ hội thở dốc, bóng dáng của Phương Minh biến mất ngay tại chỗ. Mà lần xuất hiện tiếp theo, hắn đã tới ngay trước mặt của Lý Hùng. Sắc mặt Lý Hùng biến đổi, cũng chỉ có thể vội vàng ngân chiến. Lần này Lý Hùng đã không còn chiến ý như trước, nhưng mà đối mặt với Phương Minh vốn có thực lực mạnh hơn, mất đi chiến ý chỉ khiến cho hắn bại càng nhanh hơn mà thôi. Rầm một tiếng, bàn tay Phương Minh nắm lấy một cánh tay của Lý Hùng, không chút do dự, toàn lực vận chuyển vô sư chi lực trong người. Bàn tay phóng ra ánh sáng sáng chói, sắc mặt Lý Hùng đột nhiên biến đổi, bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo bởi vì một cánh tay của hắn bị Phương Minh mạnh mẽ kéo xuống. Máu me văng tung tóe, thân thể Lý Hùng lảo đảo lùi về sau, nhưng mà Phương Minh cũng không định thu tay, một lần nữa hóa trưởng thành đao trực tiếp bổ vào trên bả vai Lý Hùng. Tiếng đầu khớp xương vỡ vụn rõ ràng truyền tới trong tai của mọi người, khuấy miệng không ít người co quắp một chút. Một vị cường giả địa cấp hậu kỳ lọt vào kết cục như vậy không khỏi quá là thê thảm nhưng mà trận này còn chưa kết thúc khi phương minh đánh một chưởng lên thiên linh cái của lý hùng không ít người đều lên tiếng kinh hô bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng dựa vào trạng thái của lý hùng lúc này tuyệt đối không thể ngăn cản được một chưởng này của phương minh một chưởng này hạ xuống cả đầu lý hùng trực tiếp nổ tung ra nổ tung giống như một đám mưa máu mà giờ khắc này toàn bộ diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Toàn bộ người trên diễn võ trường lặng lặng nhìn về Phương Minh, không ai nói một lời. Lúc này tầm mắt mọi người đều bị Phương Minh đang đứng trên diễn võ trường làm cho chấn động. Bóng người có vẻ hơi gầy, cả người dính đầy máu, nhưng lúc này trong lòng của bọn họ, chính là một người trẻ tuổi như vậy lại giống như một chiến thần bá vương, khiến cho tâm linh của bọn hắn phải chấn động. Nếu như kết cục của trận chiến này truyền đi, sợ rằng toàn bộ giới tu luyện đều phải oanh động rồi. Để như nói trước đây, khi nhà Hồng Mục phát thiếp anh hùng, đã khiến một đời trẻ tuổi trong toàn bộ giới tu luyện phải ảm đạm phai mờ. Có một tòa núi lớn đè xuống đỉnh đầu. Như vậy thì lần này, sợ rằng những cường giả già đời cũng phải bởi vì người trước mặt này mà đứng ngồi không yên. Ở thời đại cường giả thiên cấp không tùy tiện ra tay, địa cấp hậu kỳ chính là sức chiến đấu cao cấp nhất trong giới tu luyện. Nhưng cho dù cường giả địa cấp hậu kỳ cũng gần như rất ít khi ra tay. Bình thường khi các thế lực lớn có mâu thuẫn, đều dùng mấy trận tranh đấu vô thưởng vô phạt để mà giải quyết. Dù sao, giới tu luyện cũng đã tồn tại mấy ngàn năm, giữa các bên lớn thế lực đã đạt thành một loại cân đối, sẽ không có thế lực nào đột nhiên đứng ra chiếm đoạt thế lực khác bởi vì không có bất kỳ thế lực nào có thực lực chênh lệch gấp bội so với những thế lực khác. Đương nhiên, cũng không cách nào đánh vỡ thế cục này. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao tên tuổi của tứ đại công tử có thể vang dội trong giới tu luyện đến như thế. Khi những cường giả lâu năm đều không đa tay, chuyện tranh phong của thế hệ trẻ chính là chuyện làm người ta chú ý nhất giới tu luyện. Thậm chí đối với cao tầng của rất nhiều thế lực mà nói, có đôi khi thế hệ trẻ tranh phong sẽ đại biểu cho sự tranh đấu của mấy thế lực lớn như bọn họ. Vì sao nhà họ Phương có thể trở thành gia tộc đứng đầu? Ngoài trừ số lượng cường giả thiên cấp ra, không phải còn một nguyên nhân rất lớn khác là vì một đời trẻ tuổi nhà họ Phương vẫn luôn nắm lấy vị trí đứng đầu trong tứ đại công tử hay sao? Cách đây không lâu, Phương Chiến bại bởi vị kia của Tông Thánh Cung. Nếu như không có Phương Minh đột nhiên xuất hiện, sợ rằng giới tu luyện sẽ có tranh luận về bài danh của nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng tôi không nhìn thấy sự tranh đấu của cường giả thiên cấp, nhưng nhà họ Phương muốn là gia tộc đứng đầu, vậy đệ tử trẻ tuổi nhà họ Phương cũng phải là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, xem chuyện bồi dưỡng đệ tử thành cách thể hiện thực lực tổng hợp. Giới tu luyện muốn đổi thời rồi. Kết thúc tập 152 của bộ truyện đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.